Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Để xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Bà con ai có đi du lịch thì liên hệ nha, sẽ có giá ưu đãi cho cô chú anh chị. Công ty nhà của mình thì nằm ngay cầu Rạch Miễu. Địa chỉ là Thới Sơn, khu du lịch Thới Sơn, bà con mình chép sẽ ra nha. Đi Thới Sơn cùng bụng đào dừa, ăn uống cả hát trên sông là ở đây tụi em có phục vụ hết cho bà con mình. Hôm nay sẵn đây em cập nhật cho cô chú anh chị mình về em Văn Ma 4CH3 xúc bắp cho bà con mình luôn. Người ý thì liên hệ nha, giá rẻ lắm nha bà cô chú anh chị. Có năm mấy triệu thôi, đợt này giá rẻ. Mời bà con xem clip ngày hôm nay. Mời cô chú anh chị có đi du lịch ủng hộ công ty nhà nha bà con nha. Có giảm giá 30/4 tới nè. Đi đào dừa, sông nước miệt vườn như là Long Lân, Quy Phụng. Và giá rẻ ưu đãi cho bà con mình giảm 20% ngay. Cảm ơn bà con. Dạ và đây là clip test nổ của Văn Ma 4CH3 xúc bắp, 4CH3 cò nha cô chú anh chị. Và đời này mã lực đôi. Hiện tại ở đây em nói là 90 ngựa, 2.600 đô, hộp số là 3.500 nha cô chú anh chị. Số luôn. Số 3.500. Nghe luôn. 3.500. Đúng không? Tôi đi năm. 3.500. Ok, hoàn thành một quét. Và đây là tổng chi tiết của em Văn Ma 4CH3 xúc bắp hôm nay em gửi tới cô chú anh chị mình. Dòng này nó bạo lực khủng khiếp nha bà con. Nhờ cô chú anh chị xài cái dòng này mà đi chung bày ghe là thấy em nó chạy dở man lắm. Em này hiện tại là ở trên lắc nó đóng là 90 PS, 2.600 tua, hộp số là 3.5 tua nha cô chú anh chị. Lực kép. Con này bạo lắm, chạy trên dịch cánh lớn nha, chuyên tải đua tài luôn á. 3.5 tua, hộp số IB. Này, cần số nó nè bà con. Giá con này em báo trước cho cô chú anh chị mình luôn, nhẹ hơn giá được hôm trước nha. Con này bây giờ anh chủ em bán có 54 triệu thôi bà con. Bô này về bà con mình có muốn chạy nước thì chọt vô đây. Giảm thành lại luôn. Êm lắm. Cái số máy của nó nè. Đen lắm được cái gì? 00319. 4 máy nha. 1 2 3 4 máy. Nhá cam còn cái cho bà con mình coi. Rồi luôn, không có sáng được luôn. Trông đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dạ đến xem trực tiếp. Địa chỉ chính xác là chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha bà con. Dạ cô chú anh chị mình có coi máy thì đến trực tiếp giùm em. Máy nay lu bu cái vụ gì mà lấy clip em rồi đăng lên bán, không biết mấy thành phần này em chưa tìm ra được. Đầu nước ngọt có nè. Rồi ok. Đầu nước ngọt nè. Dây điện dây đài còn tele nè bà con. Này là cái dynamo.
dynamo này kiểm tra lại cho cô chú anh chị mình. Cái này là cái bơm nước rin nè bà con, bơm nước biển vô nè. Con này nó sử dụng hai bình nha, nhà đề 24, chân cản nó có đủ hết nè cô chú anh chị. Giờ mình hạ xuống là mình đi thôi nha, 54 triệu. Đề đây, lốc liếc còn đẹp cực kỳ nha cô chú anh chị. Và nước sơn này nước sơn nguyên rin nha, nhà cho nên có vài vị trí nó bong tróc giống vậy nè, nó nằm bãi á. Đó, mã trong nó thôi mới tin luôn. Ai có nhu cầu thì liên hệ, rất là dễ thương nha. 54 triệu tại chợ Đồng Phú. Con này bà con mình xài thời gian sau mình có bảo trì á, mình không có cần bứng nguyên cái máy lên. Đây nè, cái này bà con mình sau thời gian mình chạy cũng kiểm tra, mình mở cái phần nắp này thôi, không cần cổng nguyên cái máy nha. Mở phần này là mình kiểm tra được bên trong bít tông rồi, gỡ cái phần này nè, mở ra không cần cổng máy nha, đẹp lắm nha cô chú anh chị. 54 triệu, và chì bọng nó có đủ nè, chì heo còn, chì đít còn luôn nha bà con, heo ti, cái kim 90 ngựa, mà lực kép con này nó chạy tải cho ghe 40-50 tấn là bay 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 nha cô chú anh chị, tiết kiệm dữ lắm, dòng này siêu tiết kiệm. Rồi ai có nhu cầu liên hệ luôn. Dạ, và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Dạ, hẹn gặp lại bà con xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất nha. Với alo em hay nghe, cảm ơn bà con.